thể bà con nhân dân, chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Phong Mỹ kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giao lưu nghệ thuật đến đây đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban công tác mặt trận và ban lãnh đạo thôn Phong Mỹ, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân đã về dự ngày hội. Xin trân trọng cảm ơn.